Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đệ Tứ. Trong số video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau chơi về vị tướng Theonat với cái vai trò là xạ thủ bạn nhé. Đây là ván game cuối cùng để có thể lên được cho mình cái hàng chiến tướng. Tôi đặt một cái ngưỡng vọng rất là nhiều vào ván game này. Tất cả các thành viên của mình, không phải là tất cả mà ba thành viên thôi, chúng ta đã có thể đi virus, chúng ta đã có thể hoãn tử được cho mình nhỏ về ra thời điểm hiện tại. Lâu rèo cô ấy vẫn đang bay nhưng cô ấy thoát ra khỏi cái vòng rồi má ơi, lướt sang bụi tường bên kia nhưng cũng không thể nào cứu chuộc được sao bạn của cô ấy. Bọn chúng tề tụ tới tổng cộng 3 đứa ông nội mẹ, làm sao chúng ta có thể chiến đấu được đây? Sự vượt trội về mặt nhân lực đã khiến cho bạn Ibanez bị hoãn tử. Chỉ mới khoảng thời gian 3 phút thôi, tôi chưa cảm nhận quá nhiều về cái năng lực thực chiến của những người cộng sự cũng như là phía địch thủ bên kia. Tôi cần nhiều hơn về mặt thời gian nữa. Mong rằng anh bạn William sẽ có thể tích cực đi ganh tại rừng dưới này. Các bạn có thể thấy được rằng xét về mặt chất tướng một tí đi ha, để mình đi cho họ có vẻ là nhỉnh hơn bọn mình đó. Họ sở hữu được cho mình con tướng Frenzino, họ sở hữu được cho mình khả năng khống chế rất khó chịu đến từ quân bài Vera. Cái khả năng dùng sát thương của nó sẽ rất là dữ. Mở đầu comeback cũng rất khủng khiếp đến từ con tướng Malok luôn nữa. Đây là một ván game mà đòi hỏi được rằng cái khả năng giữ vị trí của con tướng Xeonat phải thực sự là được đề cao. Và đó chính là lý do tại sao mà tôi muốn mình đảm nhận cái vị trí quan trọng này. Tôi tự tin với khả năng di chuyển của mình, tôi tự tin với cái khả năng phán đoán và ghi mắt của tôi. Và tôi đang rất là khao khát để có thể lên được cho mình cái hàng chiến tướng. Chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Hạt giống sinh mệnh được mở khai ra nó tương đối là sớm đó bạn ơi, nó không trúng bất kỳ một đối tượng nào cả. Cây đổ dây leo gì đó đều bị cho họ đang tiến hành ngã ngủ luôn về. Cái lượng sát thương vật lý đến từ con tướng Theonat cũng là một cái gì đó áp lực đối với quân bài Malok. Quay trở lại câu chuyện cho mình về con tướng Theonat. Các bạn biết đó, Theonat là một cái vị tướng xạ thủ mà nó sẽ có tầm bắn với xa hơn so với các xạ thủ khác khi mà các bạn bật ra cho mình chưa một lần nhãn. Chưa dừng lại đó, cái công vật lý của bạn nó cũng sẽ nhiều hơn là 8% cho bạn ơi. Lượng máu đang bị bòn rút rất hơn nó con như bị phao trèo pla đã có thể cứu chuột mạng sống nó một cái pha ngàn cân treo sợi bốn như vậy. Yeah, bây giờ nó có bê về hai trang đi à, và vẫn đang làm một cái kèo solo với nhau rồi. Xong phim nó, cái pha này nó mà chạy được tôi đổi lên kênh để tứ ốc chó luôn, đảm bảo chắc cứu. Chúng ta vẫn còn như mình tóc biến cơ mà. Và đây là ám tiễn tạo ra được cho mình hiệu ứng solo và chắc chắn được một điều nó sẽ bị gục ngã mà thôi, và đệ tứ cũng sẽ bị quấn sụi vật mép luôn. Cái tình huống vừa rồi nó không chỉ đơn thuần mang lại cho bọn mình cái lợi thế là điểm hạ gục của con nhỏ Celica, mà nó còn là một cái đòn tâm lý nữa cơ đó. Nó cho con nhỏ Celica biết được rằng tao không phải là một đối tượng dễ ăn đâu nhé, tao luôn có được một chút gì đó được gọi là liều lĩnh, và tao luôn kiểm soát được cho mình cái sự liều lĩnh đó. Hãy coi chừng tao đó, chắc cú là như vậy. Các bạn có thể thấy được rằng nó đang là người nhiều vàng nhất trên bản đồ, và con tướng Xeonat cũng đang là người nhiều vàng nhất trên bản đồ. Một dấu hiệu cho thấy được rằng Frenzino có thể là một người chơi có kỹ năng khi cái cây đây của nãy đang là quá đẹp và những tình huống nhặt hoa lượm hoa của nãy cũng khá là chuẩn chỉnh, và chúng ta sẽ cần phải lưu tâm đến bạn này đây. Bây giờ là 5 phút rưỡi và tôi đã cảm nhận được đâu đó cái sự mạ lị và cái tinh thần đoàn kết của chúng ta đã không thực sự là được vẹn tròn khi mà những cái câu từ sỉ vả nhau nó luôn được xuất hiện đến từ các thành viên đội xanh của mình. Đặc biệt là bạn William, đặc biệt là bạn Yuka, đặc biệt là cô nàng lâu rèo luôn nữa. Và một cái trừng trị tê tái ốc chó, một cái trừng trị tê tái hộp của bạn William nó là khởi sự cho những vấn đề đó. Và tôi mong rằng những cái đồng đội sẽ phải luôn có một cái sự kế hợp bình tĩnh trở lại đi mấy ba. Đây là một ván game rất là quan trọng đối với bản thân tôi, đó là thiên nhiên vỗ về gì đó tạo ra được dùng được CC rồi, trên CC được trồng chất, slow được trồng chất lên và chúng ta đã có thể đột tử được nó rồi. Rất tuyệt vời, anh bạn William xuất hiện chủ yếu để làm màu màn hình mà thôi, anh ta không tạo ra bất kỳ một giá trị nào cả ngoài cái hành động thị uy cho bọn chúng thấy được rằng chúng ta tới tận là ba người. Đỉnh xe đang tràn vào có đủ sức để có thể triệt phá đi cho mình trụ bảo vệ nhà chính đầu tiên của bọn chúng tại vực vòng này. Đây chàng đầy câu trả lời là có rồi đó. Xin các bạn đến từ thằng thằng Malok, nó đang gặp hiểm nguy, nó chỉ còn một giọt máu nho nhỏ dưới đất mà thôi, nhưng nó vẫn đang cố gắng lết về. Nó đang có đi cho mình cái sự phò tá đến từ con nhỏ Bera tại đây kia, mở lên cho mình cái đại điều mở rối, sau đó đài phán xét đến từ lâu rèo trời phạt gì đó, đôi cánh thuần khiết gì đó, cô ấy đang có sự hộ báo nhưng nằm trong tầm kiểm soát Frenzino tới rồi. Lượm hoa nhặt hoa gì đó nó đang phò kết trúng vào người đệ tử, thần công pháo đã được dựng lên luôn nữa. Sát thương đang bủa bay là quá to lớn đi, hỗn hoàng tỷ không tạo ra bất kỳ một hiệu CC nào cả, nhưng không sao, lượng máu nhỏ nhỏ rồi. Xong phim chạy nhanh luôn, đệ tử sẽ bị quýnh hải chĩa chắc cứu luôn. Triple kill và không có được dùng cái sự góp mặt đến từ William với Yuka. Đây giờ hai tụi nó đi đâu vậy ba? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là chiến thuật ngu rồi hay chăng đây? Xác suất cao nó là như vậy đó, nhưng tôi cũng rất mong rằng nó sẽ không phải là sự thật và anh ta sẽ không chơi cho mình được chiến thuật đó rồi. Xong bây nó ngu thiệt, lộ quá, đây không phải là chiến thuật ngu rồi, đây là chiến thuật ngo như bù. Trời ơi ông nội mẹ ơi, anh ta quá phung phí xin bạn của mình đi. Và nếu như mà anh ta có được cái sự cẩn thận đó, anh ta phải biết quan sát chứ. Bên kia nó có con nhỏ Vera mà ba, với cái việc mà bọn chúng đã hạ gục được cho mình những cái vị trí như thế, bọn chúng đang thừa thắng xông lên, những cái hàng trụ của bọn mình nó đang dần dần bị quẹt đà và bọn chúng đang cắt cử lực lượng, dàn trải lực lượng ra.
Và chắc chắn được một điều, tôi sẽ phải tự tin vào chính bản thân mình và những gì tôi cần làm ở thời điểm hiện tại là thực hiện ra một cái pha giao tranh ngay sau khi mà đồng đội khởi chiến, và cố gắng farm thật là nhiều để sớm đạt được mình trạng thái medicine mình drain. Yeah. Và khi mà mình farm thì chúng ta cũng phải quan tâm một tí, farm nó phải có đạo đức. Chẳng hạn như bây giờ cái thằng Willian bên kia là nó cần con bùa đỏ, nó đâu có cần năng lượng đâu, thì chúng ta sẽ xin con bùa xanh này một tí rồi thêm nữa. Willian nó liên tục chết ông nội mẹ ơi. Anh ta không thể nào biết được giùm mình cái sự tiết chế, anh ta không thấy được cái vấn đề nghiêm trọng này hay chăng đây. Với những cái điểm hạ gục đến từ thằng Willian như vậy, nó đang giúp giùm mình kia họ ngày càng được cao trào hơn về mặt nhuệ khí, và họ đang chiến đấu một cách rất tự tin những nguồn tài nguyên đã và đang thuộc về cho bọn chúng luôn rồi. Bởi vậy trời đi rừng, cái tốc độ tăng tiến mặt lượng vàng nó rất là nhanh, nhưng ở thời điểm hiện tại Willian anh ta đang là người yếu nhược nhất trên bản đồ. Thằng Frenzino đang muốn chơi, sau đó hổ mang tiện đúng tầm rồi, nhưng phạm vi đang là chưa đủ. Dồn rồi mình đi cuối là tài hoa dính vào mình CC, tôi còn tóc biển ông nội để chạy về con đường được bật tiền là con xương ghê quá. Nhưng ba mày bật nữa đi, mày chạy nữa đi, chúng ta có thể counter được nó trong hướng này rồi. Sự tiếp viện đến từng ba người, chúng ta đã có thể khai tử được nó luôn. Anh em có thể thấy được rằng đó là một dấu chỉ cho thấy được rằng sức bắn đến từ con tướng Xeonat nó đang ngày càng trở nên thốn hơn rồi đó. Và những người đồng đội của mình họ cũng thấy được vấn đề đó, họ đang có được một cái sự bảo an ngày càng được chuẩn chỉnh hơn. Tôi cảm nhận là như vậy. Bây giờ đó là 8 phút rưỡi, 9 phút rồi và có một tín hiệu đầu hàng đến từ ai đó tôi không biết nữa. Và chắc có lẽ đó là Yuka. Tại sao bạn lại có một cái hành động nó xấu như thế cơ chứ? Từ thủa Hồng Hoang sinh ra và lớn lên đã là con cháu của người Việt trên mảnh đất hình chữ S này. Tôi tin chắc được rằng trong tâm khảm của mọi người luôn len lỏi đâu đó ý chí uy vũ bất năng khuất. Tại sao bạn lại có một cái hành động nó dơ dái vẩn thỉu như vậy chứ hả Yuka? Tôi không thích điều đó một tí nào cả. Cơ hội và hy vọng của tụi mình vẫn còn đó, và đây là sự phản kháng đến từ con thứ xeo nát. Tâm với của mình là đủ, chúng ta đã có thể xâm rạc, chúng ta đã có thể tiêu hóa được nó rồi. Nhận về con bùa xanh đi bạn ơi. Mong rằng với con bùa xanh này Laurel của ta sẽ có thể bay một cách lạ lướt khi mà vị trí khả năng khống chế đến từ con nhỏ Vera không còn nữa. Đài phán xét đang được dựng lên nhưng chưa cảm nhận được mức độ bay mượt mà đến từ con nàng Laurel tại nơi đó. Bọn chúng tới tận 3 người này nha, đang chống chịu sát thương không có được dùm sự gấp mặt của Yuka. Thời điểm hiện tại nhưng lượng máu của thằng Malok nó đang bị bòn rút tương đó là nhiều đó. Cây đổ, dây leo, thiên nhiên bổ về nào đó tạo ra được cho mình hiệu ứng CC bôi sát thương vào đến từ Telnat. Và chúng ta đã có thể bức hạ được nó rồi. Chúng ta sẽ có thể làm thêm được nhiều thứ hơn nữa hay chăng đây? Rõ ràng là như vậy. Phía đội xanh mình đang gặp phải hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là nằm ở Willian đang chơi cho mình chiến thuật ngon như bộ. Vấn đề thứ hai là nằm ở Yuka, nó không giao tranh, nó không góp mặt ở những cái pha giao tranh quan trọng. Và đây có thể là một cái kèo 3-2 đó, bọc hậu cánh sao đến từ con nhỏ Silica. Nhưng đó là một cái sai lầm của nó. Các bạn có thể thấy được rằng Xeonat đang là 12 cơ mà. Chúng ta đang thực sự được quá xanh, Xeonat đang trở thành một con quái vật. Và đó là một dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng xe dành cho tất cả các thành viên đội xanh mình là một điều tất thành mà thôi. Nhưng đó chỉ là khao khát của tôi thôi. Để có thể làm được cho mình cái điều đó thì chúng ta cần rất nhiều thứ. Cái thứ đầu tiên đó chính là cái sự liên đới, cần lắm được cho mình cái sự liên quân đến từ anh em. Câu kéo được chiêu thức khả năng khống chế đến từ con nhỏ Vera hôn gió của nó rồi có. Con bùa xanh đang bị bỏ ngỏ, con bùa xanh đã được chúng ta khởi động ra. Cái chìa khóa quan trọng trong ván game này là nằm ở thằng Frenzino. Và nó chỉ thực sự là rơi vào trạng thái hơi bị yếu nhược sau khi mà nó dùng ra cho mình cái thương không kiếm mà thôi. Sau nữa là con nhỏ Silica, và làm sao chúng ta phải giữ được cho mình khoảng cách an toàn với con nhỏ Vera. Cái thằng Yuka thì bỏ nó qua một bên đi, tôi đã làm ra cho mình công tác tư tưởng rồi. Hãy tưởng tượng và nghĩ rằng ở một tình huống giao tranh sắp tới mà chúng ta sẽ không có được cho mình cái sự gặp mặt của nó. Ôi quá, thiên nhiên bổ về hay quá bạn ơi. Tóc biển lên trên CC trong đất bao đường đi kia sân mạng. Đó là mình đang dần dần bị đều nát. Và chắc chắn một điều điện tử sẽ bị xùi máu mỏ trong tình huống này. Nhưng rồi không quan trọng. Quan trọng là Laurel vẫn đang bay. Thằng Willian bay vô chém đi, ba chém đôi đoạn mạnh gì đó. Frenzino bắt đầu nó xuất chiến rồi. Cây đổ dây leo gì đâu tạo ra được cho mình hiệu ứng slow. Thằng Yuka đã mất tiêu rồi. Ba ga bút nó đi ba, bầm đi ba. Sát thương chuẩn đến từ con đèn Laurel băng ra cho mình đội tại trời phạt đang phát huy sức mạnh của mình. Đây là sự tập kết đến từ ba thằng đội xanh. Ông nội Frenzino cũng đấu không lại nữa. Ngon rồi đó. Mặc dù đúng như những gì mà tin gia nói, cho dù là miễn chế chủ đích hay là cái quần lót đều có giá trị của nó cả. Và Yuka mặc dù nó đến không đúng thời điểm, nó đến hơi bị trễ nhưng cũng được xem là ok rồi đó, nó cũng đã dần dần có giá trị hơn rồi. Một cái pha giao tranh đại thắng lợi vừa rồi, nó đã mang lại cho tụi mình cái không gian và thời gian đủ để cho chúng ta có thể sơ tái đi mình con xe dài chăng đây, nó vẫn đang là một ẩn số. Và các thành viên bên kia họ đã và đang gần tái sinh đầy đủ trước ngưỡng cửa thiên đường. Nó còn khá là bị nguyên đến từ con nàng Laurel. Mặc dù cô ấy có được cho mình khả năng miễn khống đến từ chiêu 2 nhưng cô ấy đã không thể nào né được cho mình hụ hôn gió đó, quá uổng.
Bây giờ đã là 12 phút rồi và chúng ta rất khao khát ăn Caesar này, bởi vì đây là Caesar đầu tiên mà chúng ta có thể có được đó. À lộn cái bờ rồi em yêu ơi, và đó là một cái pha bờ lộn cái bờ và cô ấy đã bị bờ đi cho mình cái linh hồn ở thời điểm hiện tại. Xạ thủ của bọn chúng không còn nữa, chúng ta đang có một cái điều kiện vô cùng thuận lợi để sơ tái cho mình con Caesar, nhưng nó sao không dễ dàng như vậy. Vredes núp bụi cỏ kìa ba, đúng rồi, Vredes cách đầu đó không tạo ra được cho mình lượng giáp. Brentano tới rồi nha, bước đi sai lầm đến từ đó, ăn Imanet rồi kia kìa, lãng quần què gì vậy ba, đi hậu báo quá vậy ba, anh ta đang ngủ quên trên chiến thắng chắc cú là như vậy luôn đó. Anh ta cứ ngỡ rằng cái pha giao tranh Inisus mà rồi comeback ở thời điểm hồi nãy nó tạo ra giá trị, thì cái pha hậu báo này nó cũng tạo ra giá trị. Anh ta quá khinh suất rồi. Ủa quá, chúng ta đã có thể khiến cho xạ thủ của bọn chúng bị vô hiệu hóa. Cứ ngỡ rằng còn Caesar này sẽ dành cho tụi mình một cách miễn phí, nhưng một lần nữa bọn chúng lại nắm lại cho mình cái quyền kiểm tọa, và lãnh thổ của bọn chúng lại được dàn trải rộng ra hơn rồi. Quá nhiều áp lực trong ván game này, quá nhiều vấn đề đang được hiển lộ, và sứ mệnh con tướng Xeonat đang thực sự là quá khó khăn luôn rồi. Nó đang thực sự là quá nhiều ghê. Tôi sẽ phải làm những gì đây? Ván cuối cùng đi lên được cho mình thứ hạng chiến tướng. Tôi rất khao khát điều đó. Frentino rất cẩn thận. Đây là một người chơi rất là cáo già. Để cảm giác nào, đài bản sát dựng lên rồi, sát thương chồng chất gì đó, tóc biến Samurai bên kia, và chúng ta có thể hoàn tử được cho nó. Chuẩn nhỏ Belred luyện ngục chuẩn quá bạn ơi, chóng được hai thằng bên kia. Và chúng ta lại mang về cho được cái double kill là một điều chắc cú mà thôi. Tôi được anh kích liên tục quấn cái quần què gì nổi nữa. Đó là một cái dấu chỉ cho thấy được rằng chiến thắng sẽ dành cho tất cả các đội Rosal mình là tất lẽ dĩ ngẫu mà thôi. Chỉ còn Belred và chỉ còn Celica trên bản đồ. Yeah, họ sẽ không còn bất kỳ một cơ hội nào để có thể định đoạt, để có thể níu kéo được mình sự sống trong ván game này cả. Các bạn có thể thấy được rằng như vậy sẽ là chiến thắng dành cho đệ tứ, một ván game cuối mùa, một ván game mà nó nhận về được cho mình cái danh hiệu chiến tướng một cách quá trời quá đã. Dominica họ đang dùng toàn bộ sức mình sơn để thực hiện được cho mình công tác clear, nhưng chủ yếu để làm màu mà thôi. Anh bạn Inez, anh ta đang muốn băng trụ hay sao đó, nhưng lượng sát thương của bọn chúng dữ quá bạn ơi. Bọn chúng đã có thể clear được cho mình con Caesar luôn rồi à. Giáp hồi sinh đã được lên, tôi phải giữ được cho mình cái sự bình tĩnh. Tôi định dùng cái combo tối thượng bằng cách là dùng chiêu cuối kết hợp với tóc biến làm chốt cả hai thành viên bọn chúng đó. Nhưng anh bạn Inez, anh ta không dám thực hiện một cái pha mạo hiểm như vậy, và tôi cũng không dám đồng quy vô tận, tôi cũng không dám thể hòa đồng nhất cùng với nãy. Một hành động cho thấy được rằng đệ tứ đã và đang mọc rất nhiều lông nách. Tôi đang có một cái sự chú trọng rất là nhiều vào cô nàng Silica để cô ta có thể cái gì vậy ba, cái liên của ta có máu lông lông xong, đệ tứ không còn nhiều máu nữa, tóc biến ra bên kia đâu, bắt đi đu ăn tôi, ông nội mẹ cái gì vậy, không đâu, đây không phải là sự thật đâu. Cái gì vậy, ủa tôi đang xanh mà. Ủa, trời ơi, chiến ơi là chiến, tướng ơi là tướng.